Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn. Phải biết rằng mấy người đều là thần quân cảnh đỉnh phong, dựa theo loại tốc độ này, đều có thể bay ra hơn nửa chiến trường kỷ nguyên. Đường Tuấn nhướng mày, mang theo mọi người thi triển thần thông đại Nazi. Nhưng kết quả vẫn như vậy, tháp đen không đến gần họ hơn. Cuối cùng, Đường Tuấn dẫn mọi người ngừng lại. Anh nhìn thấy đám người Chu Tước thần quân. Thần quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thủy Miểu Miểu cung kính hỏi. Chu Tước thần quân cười khổ nói, đây là sức mạnh không gian. Cùng lúc đó, một âm thanh vang lên trong đầu mọi người, tiến vào tòa tháp đen, chính là cửa thứ hai. Mọi người đồng thời ngẩn ra, sau đó một số người bắt đầu mắng, điều này là không công bằng. Không gian bản nguyên cùng căn nguyên thời gian là khó nhất trong một vài loại sức mạnh bản nguyên, chỉ có một số ít người nắm giữ. Nhưng mặc cho bọn họ mắng to, cũng không có kết quả. Tòa tháp đen vẫn không đến gần họ một chút. Kẻ yếu mới có thể ăn năn hối hận, ai nói không có nắm giữ không gian bản nguyên thì không tiến vào được tòa tháp đen. Trương Tĩnh Hòa cười nhạo mọi người một tiếng, sau đó từ trong đám người bay ra. Trương Tĩnh Hòa, anh kiêu ngạo cái gì? Thời gian anh ở lại cửa thứ nhất còn lâu hơn so với tôi, nói trắng ra, anh cùng lắm cũng chỉ là một con chó của tôn giả, nô bộc của đạo nhất. Có người không cam lòng nói. Thân hình Trương Tĩnh Hòa đột nhiên dừng lại, anh ta nhìn về phía người đang nói chuyện, ánh mắt dần dần lạnh như băng. Bị Trương Tĩnh Hòa nhìn chằm chằm, tuy rằng trong lòng người nó có chút chột dạ, nhưng ngại mặt mũi lại không thể không nhìn Trương Tĩnh Hòa, còn hừ lạnh nói chẳng lẽ tôi có nói sai sao? Trương Tĩnh Hòa từng bước đi về phía anh ta. Sắc mặt người nọ trở nên tái nhợt một chút, vội vàng quát lên, đạo nhất, anh còn không quản con chó này của anh. Đạo nhất nhíu mày, nói Trương Tĩnh Hòa, anh dừng lại cho tôi. Trương Tĩnh Hòa giống như không nghe thấy lời đạo nhất nói, anh ta tiếp tục đi về phía trước. Người nọ càng hoảng hốt nói, Trương Tĩnh Hòa, bộ tộc chúng tôi có quan hệ tâm đầu ý hợp với Bạch Hổ Tôn Giả, nếu anh dám ra tay, Bạch Hổ Tôn Giả sẽ không bỏ qua cho anh. Tuy rằng còn chưa ra tay, nhưng khí thế của Trương Tĩnh Hòa thật sự quá đáng sợ, người nọ thậm chí ngay cả một tia ý niệm phản kháng trong đầu cũng không sinh ra được. Trương Tĩnh Hòa vẫn giống như không nghe thấy. Đạo nhất bay về phía Trương Tĩnh Hòa, bàn tay chộp về phía bả vai Trương Tĩnh Hòa. Cút ngay. Trương Tĩnh Hòa xoay người một quyền đánh tới đạo nhất. Chờ sau khi tôi ra ngoài, nhất định tôi sẽ cho anh thật đẹp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người nọ hung tợn nói. Ha ha, anh không có cơ hội rồi. Trương Tĩnh Hòa lạnh lùng nói. Bồng. Đầu người nọ nổ tung, đầu óc cùng máu tươi trộn lẫn cùng một chỗ, văng tung tóe khắp người Trương Tĩnh Hòa. Một lát sau yên tĩnh qua đi, đồng bạn bên cạnh người nọ đột nhiên kinh hãi kêu lên. Ánh mắt những người khác nhìn về phía Trương Tĩnh Hòa cũng mang theo sợ hãi. Trương Tĩnh Hòa thế nhưng có thể giết người trong không gian thí luyện. Sự thật này khiến rất nhiều người không thể chấp nhận được, đồng thời trong lòng bọn họ không hiểu sao lại sợ hãi. Trương Tĩnh Hòa. Giọng nói đạo nhất đè nén lửa giận. Trương Tĩnh Hòa cười nhạo một tiếng, nói kêu la cái gì. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đánh cùng anh một trận, tôn giả lựa chọn anh cho rằng mình thật sự là thần tiên vô địch thiên hạ, tất cả mọi người đều phải nhường đường cho anh sao. Nói xong, Trương Tĩnh Hòa bay về phía tòa tháp đen kia. Có thể thấy, không gian quanh người anh ta đều vỡ vụn. Đồng thời Trương Tĩnh Hòa hóa thành một đạo huyết quang, sau một khắc, cửa của tòa tháp đen đột nhiên mở ra, huyết quang biến mất trong tòa tháp đen. Trương Tĩnh Hòa lại là người đầu tiên tiến vào tòa tháp đen. Tất cả mọi người nhìn về phía đạo nhất. Lúc này đạo nhất cũng cảm thấy mình mất hết mặt mũi, anh ta hừ lạnh một tiếng, nói tôi sẽ diệt trừ anh ta. Nói xong, không gian xung quanh anh ta dập dần nổi lên từng trận sóng gợn, sau đó đạo nhất cũng biến mất. Tiếp theo tòa tháp đen mở ra, đạo vừa xuất hiện ở cửa tòa tháp đen. Không gian bản nguyên, đạo nhất lĩnh ngộ ra sức mạnh của không gian bản nguyên. Không hổ là tiên chủng. Mọi người cảm thán. Chúng ta cũng nên đi rồi. Chu Tước thần quân nhẹ giọng nói. Đám người Chu Tước thần quân, Lôi Vũ, Ám Ma, Ngao Vấn Thiên lần lượt tiến vào tòa tháp đen. Không phải mỗi người bọn họ cũng đều lĩnh ngộ ra sức mạnh của không gian bản nguyên, mà mỗi người có thủ đoạn riêng, nên việc tiến vào tòa tháp đen cũng không khó. Đường Tuấn,
có muốn tôi dẫn anh vào không? Thủy Miểu Miểu hỏi. Đường Tuấn lắc đầu. Anh yên lặng thi triển ra không gian chi lực, lúc này anh mới cảm giác được tòa tháp đen đang hướng tới gần anh. Một lát sau, anh xuất hiện ở cửa tòa tháp đen. Một cảnh này làm cho không ít người trong sân thay đổi sắc mặt. Ban đầu rất nhiều người trong bọn họ đều cảm thấy thực lực của Đường Tuấn không đủ để tranh giành với Trương Tĩnh Hòa và Đạo Nhất, nhưng lúc này bọn họ đều thay đổi một ít suy nghĩ. Lão Đường, tôi còn chưa đi vào đâu. Nhìn bóng dáng Đường Tuấn biến mất trong tòa tháp đen, Triệu Huyền đau khổ. Người xung quanh nghe vậy, đều ném ánh mắt khinh bỉ về phía Triệu Huyền, tên này có đúng là muốn cử đi học tôn giả không đây? Triệu Huyền dường như không phát hiện ra những ánh mắt này, vẻ mặt càng ngày càng sa sút tinh thần, ánh mắt tan rã, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp sao? Bởi vì anh tu luyện chỉ một sức mạnh bản nguyên, cho nên tốc độ thông qua vách đá lại rất cao. Nhưng lúc này muốn tiến vào tòa tháp đen, lại phải dựa vào thực lực thực sự. Triệu Huyền bất lực trước chuyện này. Mọi người càng là không nói gì, có vài người thiếu chút nữa muốn ra tay đánh người, tên này thật sự không thể cứu chữa. Trước đó Triệu Huyền thông qua vách đá, đã khiến rất nhiều người phẫn nộ bất bình. Chân nhân Thái Huyền ở một bên vuốt râu cười, mang theo một loại khí chất cao nhân, nói cậu nhóc, vận may chỉ là con đường nhỏ. Suy nghĩ như của cậu là không thể chấp nhận được. Nếu dựa vào may mắn có thể trở thành tôn giả, vậy những người chúng ta dứt khoát đi tự sát được. Đối với lời nói của chân nhân Thái Huyền, mọi người rất đồng ý, thậm chí có người đứng ra, nghĩa chính ngôn từ nói, nếu anh có thể thành tôn giả, tôi tình nguyện đi làm hòa thượng. Một chàng thanh niên trẻ tuổi dung mạo anh Tuấn, khí chất phiêu nhiên nghiêm túc nói. Mọi người nhận ra, chàng thanh niên này là Phiêu Tuyết Thần Quân Tung Hoành Tình Trường. Nghe nói người này có 300 hồng nhan chi kỷ, việc thích làm nhất chính là cùng tiên nữ nói chuyện về cuộc sống lý tưởng. Có thể nói rằng tiên nữ chính là mạng sống của anh ta. Phiêu Tuyết Thần Quân nói chắc chắn như thế, làm cho mọi người không khỏi bật cười. Triệu Huyền càng cảm thấy cuộc sống không thú vị. Không thể cọ sát cuộc sống của lão Đường, cùng cá muối có gì khác nhau. Bước vào trong tòa tháp đen, Đường Tuấn cảm giác được không gian biến hóa một trận. Ngay sau đó, anh xuất hiện trong một không gian khổng lồ. Ở giữa mảnh không gian này, là một tòa giống tòa tháp đen như về chất liệu võ đài màu đen, trên võ đài không có một bóng người. Ở bốn phía võ đài, đám người Đạo Nhất, Chu Tước Thần Quân đã đứng ở đó. Tôn giả Lôi. Ba chữ này giống như mang theo ma lực, làm cho sắc mặt không ít người trong sân đột nhiên biến đổi. Tôn giả Lôi, chính là một vị tôn giả làm lôi chủ. Những người khác đi lên khiêu chiến tỷ thí. Loại hình tỷ thí này từng xuất hiện qua vài lần thí luyện ở cung Hỗn Nguyên, cho nên có vài người cũng không xa lạ. Tôn giả Lôi xuất hiện qua mấy lần, nhưng cho đến nay chỉ có một người qua cửa. Đó chính là Chu Tước Thần Quân, nhưng lần đó Tôn giả Lôi cũng không phải là đánh bại Tôn giả Thủ Lôi, mà là dưới công kích của tên tôn giả kia chống đỡ qua 10 hô hấp. Cho dù như vậy, Chu Tước Thần Quân cũng bị thương nặng mới thông qua. Những người biết chuyện này đều đồng loạt nhìn về phía Chu Tước Thần Quân. Cũng từ đó về sau, Chu Tước Thần Quân đã bắt đầu con đường vô địch, sau đó ông ta hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất thần quân. Lần đó Thủ Lôi chỉ là một vị tôn giả cảnh sơ kỳ. Chu Tước Thần Quân thở dài. Lôi Vũ trầm giọng nói, chẳng lẽ ông cho rằng lần này Thủ Lôi sẽ là tôn giả cảnh trung kỳ sao? Chu Tước Thần Quân lắc đầu, ông ta cũng không dám khẳng định. Nhưng lần thí luyện này liên quan đến loại bảo vật như quả tiên tôn, cho dù xuất hiện một vị tôn giả cảnh trung kỳ đến Thủ Lôi, cũng không có gì ngạc nhiên. Trong sự im lặng của mọi người, một bóng người chậm rãi xuất hiện trên võ đài. Bóng người kia có vẻ mặt lạnh lùng, ngũ quan giống như đao bổ phủ đục qua, góc cạnh rõ ràng. Làm cho người ta kinh sợ chính là, một luồng khí thế vô hình từ trên người ông ta chậm rãi tản mát ra. Vẻ mặt của phần lớn mọi người trong sân đều trở nên nghiêm trọng, bọn họ cảm giác được khí thế áp chế. Chỉ bằng vào một luồng khí thế vô hình, đã đè ép mọi người gắt gao. Tôn giả cảnh hậu kỳ, thậm chí là tôn giả cảnh đỉnh phong. Trong lòng mọi người run lên. Có thể cho bọn họ loại áp lực này, chắc chắn không phải tôn giả cảnh trung kỳ. Sau khi khiếp sợ, là tuyệt vọng. Nếu như là tôn giả cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ, vậy bọn họ còn có khả năng đánh một trận.
nhưng người tới lại là một vị tôn giả cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, vậy bọn họ làm sao có thể có cơ hội thắng lợi đây? Trong mắt Chu Tước Thần Quân cũng toát ra một tia tuyệt vọng. Lúc này, trên hòn đảo đá đó, bàn tay mảnh khảnh của người phụ nữ nhấc lên một quân cờ màu trắng, rơi bộc một tiếng vào trên bàn cờ, lạnh lùng nói, một đám vây thú. Người đàn ông trung niên cười nói, lần này thủ cửa thứ ba chính là Từ Nguyên. Anh ta bởi vì bị thương, mặc dù vẫn không cách nào đột phá tôn giả cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực thực sự còn lợi hại hơn so với một ít tôn giả cảnh hậu kỳ. Lần này cửa thứ sắp xếp một vị tôn giả cảnh trung kỳ, chỉ là tôi không nghĩ tới, dĩ nhiên là Từ Nguyên. Người phụ nữ lạnh lùng nói, Từ Nguyên có quan hệ cũ với ngự trưởng lão. Người đàn ông trung niên vỗ trán một cái, bật cười nói, làm sao tôi quên mất cái này. Ngự trưởng lão đã cứu Từ Nguyên một mạng, phỏng chừng lần này là vì trả lại tình cho người kia. Xem ra quả tiên tôn sắp rơi vào trong tay tên nhóc gọi là đạo nhất kia. Người phụ nữ nói, vốn là vậy. Cổ lão ở một bên nhướng mày, dường như ông ta có chút bất mãn với loại hành vi phá hoại quy tắc này. Nhưng Từ Nguyên đích thật là tôn giả cảnh trung kỳ, phù hợp với yêu cầu thủ quan lần này. Tiếp theo ngự trưởng lão trong miệng người phụ nữ làm cho ông ta có chút kiêng kỵ. Mặc dù ngự trưởng lão là tôn giả của bản kỳ nguyên, nhưng luôn cho ông ta một loại cảm giác thần bí khó lường. Quên đi. Phải xem vào tạo hóa của đám nhóc này rồi. Trong lòng thở dài một tiếng, cổ lão cũng không nói nhiều. Một quả tiên tôn mà thôi, người ngoài xem ra có lẽ chân quý, nhưng đối với ông ta mà nói chỉ có thể tính là bình thường, còn không đáng vì thế mà đắc tội ngự tôn giả. Trong tháp đen, Từ Nguyên lạnh lùng nhìn mọi người phía dưới, nói tôi là Từ Nguyên, tôn giả cảnh trung kỳ, là người gác cổng của cửa ải này. Yêu cầu rất đơn giản. Chống đỡ qua 10 hơi thở trong tay tôi, sẽ coi như thông qua cửa ải này. Nếu như không có người thông qua, thì thời gian ai chống đỡ lâu nhất, chính là người thắng cửa ải này. Tôn giả cảnh trung kỳ, làm sao có thể? Mọi người hoàn toàn không tin. Loại khí thế này, chắc chắn không phải tôn giả cảnh trung kỳ có thể phóng thích ra. Chống đỡ qua 10 hơi thở trong tay anh ta, thật sự có người có thể làm được sao? Tôi đến đây. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên từ trong đám người. Theo một tiếng rồng gầm, một con thần long cả người tản mát ra tia sáng từ kim bay về phía võ đài. Chính là Ngao Vấn Thiên. Lúc này khí thế Ngao Vấn Thiên trông mạnh hơn so với lúc trước vài phần, có thể so với người tu hành mới vào cảnh giới tôn giả. Thế hệ sau của Long trưởng lão, không sai. Nhưng lần này quả tiên tôn, ngự trưởng lão đã đặt trước. Từ Nguyên lạnh lùng cười, ông ta hoàn toàn không sợ bị người khác nghe được. Long trưởng lão, ngự trưởng lão. Mọi người nhất thời hiểu ra. Có vài người thở dài ở trong lòng họ không cam lòng, có vài người thì hâm mộ nhìn về phía đạo nhất. Có người phía sau đúng là khác nhau. Mặc dù thực lực của đạo nhất là không thể nghi ngờ, nhưng ngự tôn giả hiển nhiên cũng đã chuẩn bị một tay trái cho anh ta. Không thể nghi ngờ. Long trưởng lão cùng ngự trưởng lão trong miệng Từ Nguyên chính là Long thần cùng ngự tôn giả. Hai người này, là hai người tu hành mạnh nhất bản kỳ nguyên, thực lực cao thâm khó lường. Lại là đạo nhất. Trong mắt Ngao Vấn Thiên bộc phát ra tức giận, quát, dựa vào cái gì mà mọi thứ tốt nhất đều cho anh ta. Trong cơn giận dữ, thực lực của Ngao Vấn Thiên lại tăng thêm 3 phần. Một thần long 7 đuôi, quăng về phía Từ Nguyên. Không khí bị đánh đến muốn nổ tung lên, xuất hiện một mảng lớn khu vực hư vô. Từ Nguyên cười khẽ một tiếng, một tay vươn ra, trong nháy mắt đã bắt được đuôi rồng. Cánh tay ông ta chấn động, vứt ra phương hướng ngược lại, đồng thời nói, niệm tình anh là đời sau của Long trưởng lão, tôi không so đo với anh. Cái loại tư thái chậm rãi này, lại càng làm cho Ngao Vấn Thiên thêm tức giận. Nhưng ngay sau đó, một luồng sức mạnh lớn đánh vào đuôi của anh ta. Bùng một tiếng, thân thể Ngao Vấn Thiên không khống chế được mà bay ngược ra ngoài. Thân hình lăn lộn vài vòng trên không trung, sau đó mới dừng lại. Điều này làm cho Ngao Vấn Thiên càng là xấu hổ phẫn nộ không thôi. Thần tử Long tộc kiêu ngạo nên Ngao Vấn Thiên không chút do dự lần thứ hai bay qua. Lần này sắc mặt Từ Nguyên lạnh lẽo, nói, không biết chừng mực. Ông ta chỉ cong ngón tay búng một cái,
trên thân thể rồng của Ngao Vấn Thiên nhất thời xuất hiện một lỗ máu, máu tươi chảy ra. Một tiếng rồng gầm mang theo thống khổ vang lên, Ngao Vấn Thiên hóa thành nửa người nửa rồng, kinh ngạc nhìn lỗ máu trên ngực mình. Chỉ cần một ngón tay, anh ta đã bị đánh bại. Long Thái Tử. Lần này người Long tộc tiến vào thí luyện cũng có không ít, bọn họ thấy thế lập tức đi ra bảo vệ Ngao Vấn Thiên. Từ Nguyên búng ngón tay, khinh thường nói, mang Long Thái Tử của các người về. Chút thực lực này, là không qua được cửa ải này. Phần lớn mọi người chấn động không nói gì, thực lực mạnh mẽ của Từ Nguyên hoàn toàn chấn động bọn họ rồi. Ông ta lại nhìn về phía Trương Tĩnh Hòa với vẻ mặt đang tức giận, nói, tên nhóc nhập ma, đừng tức giận. Chờ ma đạo anh đại thành, mới có tư cách đứng đối diện với tôi. Tuy rằng Trương Tĩnh Hòa nhập ma, điên cuồng mà thích xiết chóc, nhưng lúc này anh ta lại không vì vậy mà nổi giận. Ngao Vấn Thiên bởi vì có Long Thần làm chỗ dựa, mà mới chỉ là bị thương nhẹ. Còn anh ta đây, Từ Nguyên sẽ hạ thủ lưu tình với anh ta sao? Từ Nguyên lại nhìn về phía Đường Tuấn bên cạnh Chu Tước Thần Quân, ông ta ngoắc ngoắc ngón tay với Đường Tuấn, nói tôi ngược lại hy vọng cậu đi lên đánh một trận với tôi. Nếu có thể thừa dịp này mà đánh chết cậu, cũng coi như là cho ngự trưởng lão một phần đại lễ xuất quan. Khinh người quá đáng. Trong lòng mọi người đều cực kỳ tức giận, nhưng không ai dám ra tay. Tôi đến. Chu Tước Thần Quân trầm giọng nói. Thân hình vừa động, trong nháy mắt Chu Tước Thần Quân đã lướt lên võ đài. Từ Nguyên hừ lạnh một tiếng, hai bóng người nhanh chóng đan xen cùng một chỗ. Từng tiếng va chạm trầm thấp không ngừng vang lên. Một hơi thở. Hai hơi thở. Chẳng bao lâu, năm hơi thở đã trôi qua. Rác rưởi, vậy mà vọng tưởng đả thương được tôi. Từ Nguyên giận dữ quát. Bùng một tiếng, hai bóng người tách ra. Chu Tước Thần Quân xuất hiện vô cùng chật vật. Trên người ông ta có nhiều vết thương rậm rạp, mỗi một vết thương đều rất sâu có thể nhìn thấy xương, chảy máu ra ngoài. Chu Tước Thần Quân gần như bị nhuộm thành một người toàn máu. Mà một bàn tay năm ngón tay của Từ Nguyên đều đang nhỏ máu, trên mặt ông ta cũng có nhiều vết máu, vẻ mặt âm trầm vài phần. Ông ta cắn răng, oán hận nói, tôi thực sự rất muốn cứ như vậy mà làm thịt ông. Chu Tước Thần Quân lắc đầu, lui xuống võ đài. Cho dù ông ta có tự tin đến đâu, cũng không cho rằng mình có thể địch lại một vị tôn giả cảnh trung kỳ. Huống chi thực lực trung kỳ của tôn giả cảnh này còn không thua kém tôn giả cảnh hậu kỳ, đồng thời cũng đã sinh ra sát ý với ông ta. Nếu ông ta tiếp tục chiến đấu, rất có thể ông ta sẽ chết. Nhìn thấy kết cục của Chu Tước Thần Quân, trên mặt Từ Nguyên lộ ra vẻ thất vọng. Ông ta hơi điều chỉnh một chút, vết máu trên mặt biến mất, ông ta mới nhìn về phía Đạo Nhất, nói, Đạo Nhất, cậu lên đi. Ngự trưởng lão để cho tôi kiểm tra tu vi của cậu một chút. Loại ngữ khí này cùng vừa rồi quả thực khác nhau một trời một vực. Các loại ánh mắt nhìn về phía Đạo Nhất. Từ Nguyên nói, Đạo Nhất, để ý tới cái nhìn của những thứ rác rưởi này làm cái gì. Đạo Nhất hơi nhướng mày, sau đó bay lên võ đài. Từ Nguyên cười nói, vậy thì đúng rồi. Quả tiên tôn vốn thuộc về cậu, bây giờ cậu chỉ là lấy lại đồ vật thuộc về mình thôi. Trên đảo đá, người phụ nữ hạ xuống một quân cờ, nói cứ kết thúc như vậy. Người đàn ông trung niên vứt bỏ nhận thua, nói tài đánh cờ của bà vẫn cao hơn tôi một chút. Cổ lão bỗng nhiên lên tiếng nói không chừng còn có biến số. Người phụ nữ vung tay lên, ván cờ biến mất. Bà ta khẽ cười nói, cổ lão suy nghĩ nhiều rồi. Muốn ở thần quân cảnh đỉnh phong chống đỡ qua 10 hơi thở công kích của Từ Nguyên, trừ phi vận dụng căn nguyên thời gian chi lực. Nhưng loại sức mạnh này, ngay cả chúng ta cũng không thể chạm tới, đám nhóc này có thể sao? Cổ lão nhìn về phía tòa tháp đen như ẩn như hiện đằng xa, từng cảnh tượng trong tòa tháp đen hiện lên trong mắt ông ta, nhẹ giọng nói, có lẽ đi. Trong tòa tháp đen, Đạo Nhất cùng Từ Nguyên tỉ thí, chuẩn xác mà nói, hẳn là Từ Nguyên đang chỉ bảo cho Đạo Nhất. Căn nguyên thổ của cậu còn chưa đủ hùng hồn, phải ngưng tụ thêm một chút. Trong sát chiêu này tốt nhất nên gia nhập căn nguyên phong vào, tăng cường tốc độ. Đạo Nhất cũng không có xem đây trở thành một hồi chỉ bảo, mà là tỉ thí thực sự. Thế nhưng thực lực của anh ta chênh lệch Từ Nguyên rất lớn, mỗi một sát chiêu của anh ta đều bị đối phương hóa giải sạch sẽ, thậm chí còn bị Từ Nguyên bình luận.
Có lẽ đối với Từ Nguyên mà nói, là chăm sóc cùng chỉ bảo cho Đạo Nhất. Nhưng đối với Đạo Nhất mà nói, loại chăm sóc và chỉ bảo này hoàn toàn là nhục nhã. Những gì anh ta muốn là một trận chiến công bằng, không phải là hình thức chiến đấu này. Nhưng đồng thời, anh ta cũng cảm thấy khiếp sợ với sức chiến đấu của Từ Nguyên. Tuy rằng anh ta liên tiếp thi triển sát chiêu, nhưng Từ Nguyên đều hoàn toàn không coi trọng. Điều này đại biểu cho khoảng cách thực lực giữa hai người như trời với đất. Về phần 10 hơi thở đã sớm qua rồi. Từ Nguyên cười nhạt, nói, Đạo Nhất, cậu đừng nghĩ nhiều. Chờ sau khi cậu tiến vào cảnh giới tôn giả, lúc đó lại đến đánh cùng tôi một trận công bằng. Không, tôi chỉ cần bây giờ. Vẻ mặt Đạo Nhất kiên quyết. Thần kiếm trong tay anh ta bỗng nhiên bộc phát ra vạn đạo ánh sáng, anh ta đã lĩnh ngộ ra vài loại căn nguyên chi lực ẩn chứa ở trong đó. Trong nháy mắt, kiếm khí lạnh lùng xông thẳng lên cửu tiêu. Sắc mặt Từ Nguyên khẽ biến đổi, ông ta nói, Đạo Nhất, cậu đừng không biết tốt xấu. Đạo Nhất không nói. Anh ta phải dựa vào chính mình để kiếm được công bằng, kiếm được danh vọng. Vì thế, cho dù trả giá tất cả anh ta cũng không tiếc. Bao gồm cả sinh mệnh. Không biết cân nhắc. Nhìn thấy Đạo Nhất hoàn toàn không động đậy, Từ Nguyên hừ nặng một tiếng, vẻ mặt cũng hơi nghiêm túc một chút, không còn tùy ý như lúc trước nữa. Lúc này, trong lòng Từ Nguyên cũng có chút tức giận. Giống như loại thí luyện này, hoàn toàn không cần ông ta ra mặt. Nếu như không phải ngự tôn giả mở miệng, làm sao ông ta có thể lãng phí thời gian tu luyện quý giá làm người gác cổng chứ? Nhưng là việc thí luyện nhỏ như vậy ông ta cũng không thèm để ý chút nào, lúc trước lại để cho ông ta bị thương nhẹ, mà hiện tại tên tiểu bối Đạo Nhất này chẳng những không hiểu ý tốt của ông ta, thậm chí còn muốn ra tay với ông ta. Hừ! Nể mặt ngự tôn giả, tôi không so đo với cậu. Nhưng tôi cần phải dạy cho cậu một bài học nhỏ, để cho cậu hiểu thế nào là một người bên ngoài. Dứt lời, Từ Nguyên chỉ một điểm ra. Leng keng! Ngón tay của ông ta va chạm với kiếm của Đạo Nhất, phát ra âm thanh va chạm của kim loại. Vẻ điên cuồng trong mắt Đạo Nhất càng đậm, hai tay cầm kiếm, toàn lực thúc giục pháp lực ép về phía Từ Nguyên. Một chút dư quang nhìn về phía Đường Tuấn cách đó không xa, trong lòng Đạo Nhất tàn nhẫn, một ngụm máu trong lòng phun ra, nhuộm đỏ nửa bên trường kiếm. Kiếm thế lại đáng sợ ba phần. Mục đích lần thí luyện này của anh ta chính là vì đánh bại Đường Tuấn. Anh ta điều chỉnh tâm thái của mình lại, sau đó đi tới con đường vô địch. Thật vất vả mới áp chế được Đường Tuấn một chút, anh ta làm sao có thể cam tâm để những nỗ lực trước đó toàn bộ bị hủy trong tay Từ Nguyên. Sắc mặt Từ Nguyên khẽ thay đổi, ông ta nào ngờ được Đạo Nhất lại tàn nhẫn đối với mình như vậy. Trong nháy mắt thất thần, trường kiếm chống lại một ngón tay của ông ta lướt qua như một cơn gió. Im lặng. Ngón tay của Từ Nguyên bị cắt đứt, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Trường kiếm cắm vào vết thương trên ngón tay gãy của ông ta, không cách nào đi tới nửa phần. Ông ta kinh ngạc nhìn cảnh này, chợt trong mắt bộc phát ra lửa giận ngập trời. Đạt đến cảnh giới như Từ Nguyên này, đã sớm có thể bỏ qua phần lớn thống khổ. Nhưng hôm nay ông ta lại bị một tiểu bối chặt đứt một ngón tay, điều này làm cho mặt mũi ông ta đặt ở đâu. Đạo Nhất. Từ Nguyên hô lên từng chữ một, hai chữ giống như dùng hết sức lực của toàn thân. Một luồng khí tức từ trên người Từ Nguyên bộc phát ra, lan ra xung quanh như những gợn sóng. Leng keng một tiếng, trường kiếm trong tay Đạo Nhất bị gãy thành hai đoạn, nửa đoạn thân kiếm rơi từ trên không trung xuống. Cậu là hậu bối ngu dốt, lại dám đả thương tôi. Từ Nguyên giận dữ. Khí thế mạnh mẽ triệt để ngăn chặn Đạo Nhất hoàn toàn không thể động đậy, nhưng trong mắt anh ta lại lộ ra ý cười. Ít nhất anh ta cũng đã chứng minh được bản thân mình. Bồng. Từ Nguyên đá một cước vào bụng Đạo Nhất bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt Từ Nguyên lại xuất hiện bên cạnh Đạo Nhất, ngón tay đứt gãy kia, bàn tay còn nhuộm máu tươi hung hăng đánh lên hai má Đạo Nhất. Một nửa bên gò má của Đạo Nhất bị đánh đến sưng đỏ, trong miệng tràn ra máu tươi. Tiếng đá chân trầm thấp, tiếng tát vào mặt lanh lảnh. Đạo Nhất hoàn toàn trở thành bao cát để Từ Nguyên phát tiết lửa giận. Cậu thì tính là cái gì? Nếu không phải ngự tôn giả, một ngón tay của bố mày cũng có thể giết chết cậu. Cùng lắm cũng chỉ là đá kê chân của ngự tôn giả mà thôi, thật đúng là coi trọng mình. Thanh phẫn nộ của Từ Nguyên không ngừng vang lên ở đây.
nhưng mặc cho Từ Nguyên đánh với mắng, Đạo Nhất cũng không có biểu hiện ra bất kỳ bộ dáng phẫn nộ nào, ngược lại trên mặt còn mang theo ý cười. Bởi vì anh ta làm Từ Nguyên bị thương, anh ta làm cho Từ Nguyên phẫn nộ đến mất khống chế. Đây là chiến thắng của anh ta. Mọi người nhìn cảnh tượng trên không trung, tất cả đều im lặng. Vẻ mặt của mỗi người đều rất phức tạp, có người không cam lòng, có người phẫn nộ, còn có người vui mừng. Đầu của Trương Tĩnh Hòa run lên, anh ta bị thực lực của Từ Nguyên làm cho kinh sợ. Đó chắc chắn có thể giết chết sự tồn của anh ta trong vài giây. Đánh, tốt nhất là đánh chết anh ta. Nhìn Từ Nguyên đánh Đạo Nhất, Trương Tĩnh Hòa thậm chí còn cảm thấy có chút an ủi. Hết tập 202.